Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Từ Việt Nam. Điện thoại nắp gập trước đây nó đã từng là những mẫu điện thoại thịnh hành một thời ở những năm kiểu 2004 tới 2006, 2007, và không biết là nó thịnh hành đến bao giờ. Nhưng hiện nay thì chúng ta sẽ chỉ thấy những mẫu điện thoại kiểu dạng thanh nó thẳng đứng lên, hay là những chiếc smartphone với vuốt. Và đây thì mình đang có một mẫu điện thoại nắp gập của năm 2019 với tên gọi đấy là Amor Flip. Trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp ra để xem là với cái mẫu điện thoại gập như thế này thì nó sẽ mang đến cho các bạn những thứ gì với mức giá khoảng tầm là hơn 1 triệu. Và cảm ơn Smartphone Store đã hỗ trợ cho mình sản phẩm để thực hiện video này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở ra để thấy rõ hơn về cái chiếc máy này. Chúng ta sẽ có kiểu phân vùng ở đây. Đầu tiên thì sẽ là một cục sạc. Và tất nhiên cái cục sạc này thì nó sẽ không phải là một cục sạc quá là đặc biệt, với công suất ra sẽ chỉ là 5V và 0.5A. Chúng ta sẽ có thêm một sợi cáp sạc, và cái chuẩn nó là micro USB. Tiếp theo là một cái tai nghe. Và nó cũng sẽ là một cái tai nghe thông thường, không phải tai nghe chống ồn hay là tai nghe in-ear, hay là cũng không phải tai nghe có nút gì cả. Nó chỉ là một tai nghe nhựa thông thường mà thôi, giống như kiểu là những chiếc tai nghe của điện thoại Nokia ngày xưa ấy. Cuối cùng thì đây chính là chiếc Ulefone Flip. Với cái vẻ ngoài nhìn thì khá là hố, nhưng khi mà mình cầm trên tay ấy, cảm giác nó rất là nhẹ. Nó rất là nhẹ nhàng để giúp cho những người cao tuổi có thể là dễ dàng cầm nắm. Nó không gọi là quá nặng hay là quá cục mịch, hay là thiết kế kiểu từ sắt kim loại gì hết. Nó chỉ là từ nhựa và rất là nhẹ nhàng. Và nó sẽ có những con ốc được làm nổi lên như thế này để tạo ra cái vẻ hầm hố và chắc chắn cho chiếc máy, mặc dù là cầm chiếc máy nó khá là nhẹ như mình đã chia sẻ. Và khi mở ra thì bên trong chúng ta sẽ có một màn hình với kích thước là 2.4, có độ phân giải là QVGA. Và ở bên ngoài chúng ta sẽ có một màn hình nhỏ hơn với kích thước là 1.44 inch và độ phân giải là QQVGA. Tức là độ phân giải của màn hình ngoài nó sẽ bằng một nửa độ phân giải của màn hình bên trong. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có thiết kế là bàn phím T9 rất là cổ điển. Và ngoài ra thì nó sẽ có thêm một số phím để các bạn có thể là dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng. Ví dụ như là phím đài FM hay phím SOS để gọi khẩn cấp nhanh, và chúng ta sẽ có phím bấm nhanh để nghe nhạc. Thì bên ngoài các bạn sẽ thấy nó sẽ có thêm một cái camera ở đây để giúp các bạn có thể là chụp ảnh hàng ngày. Nhưng mà tất nhiên với độ phân giải của nó sẽ chỉ có là 1,3 megapixel thì nó sẽ không làm được quá nhiều điều. Chứ ổn thì chúng ta phải có camera kiểu 5 megapixel hay là 8 megapixel thì lúc đấy mới gọi là ngon. Chứ camera này thì mình nghĩ chụp để lưu khoảnh khắc thì chắc chắn là chả lưu được khoảnh khắc gì, bởi vì nó mờ căm. Một điều nữa đấy là với chiếc Ulefone Flip này, nó sẽ được sử dụng con chip của MediaTek, và chúng ta có bộ nhớ RAM là 32MB, nhưng bên trong nó sẽ chỉ chạy một cái hệ điều hành, nó giống kiểu hệ điều hành máy tàu ngày xưa ấy, chứ nó sẽ không phải là kiểu Android, hay là không phải chạy iOS hay là chạy Windows Phone gì hết, mà nó sẽ chỉ là một cái hệ điều hành nó rất bình thường mà thôi, và chúng ta có thể gọi nó giống kiểu là cái nền tảng Java ấy. Và cũng như là chiếc máy sẽ không hỗ trợ chúng ta sử dụng 4G hay là 5G, 3G gì hết. Nó sẽ chỉ có mạng đấy là ADE, tức là mạng 2G mà thôi. Và cung cấp điện năng cho sản phẩm này thì chúng ta sẽ có ở đằng sau là một quả pin được nằm dưới một cái nắp, và tất nhiên cái nắp này cũng sẽ được vặn bằng một con ốc rất là lớn ở đây. Tại sao nó lại có một con ốc lớn đến như vậy? Thì chính là do cái chiếc máy này sẽ có tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi bẩn IP68, nên nó sẽ phải làm cái nắp thật là chắc chắn để cho cái gioăng này nó sẽ không bị hở ra trong quá trình các bạn ngâm nước. Chúng ta sẽ quả pin là 1200 mAh, và khi nhấc lên thì các bạn sẽ có một cái nơi để có thể đặt hai cái sim ở đây. Tất nhiên thì do đây là một cái sản phẩm kiểu phổ thông nên là cái khay sim của nó sẽ là dạng mini sim, chứ nó sẽ không phải là micro sim hay là không phải là nano sim. Thì các bạn cũng sẽ phải lưu ý ở điểm này để có thể gắn sim vào. Chứ khi mà gắn sim nhỏ thì nó sẽ hơi khó, mặc dù là vẫn nhắn gắn được sim nhỏ vào, nhưng các bạn sẽ phải căn khá là kỹ, nên là các bạn cần phải chuẩn bị những phôi sim để đặt sim nhỏ vào, convert sang sim to. Và trên đấy là video mình chia sẻ về một chiếc điện thoại nắp gập ở năm 2019, một sản phẩm mà mình có thể nói rằng là nồi đồng cối đá để cho phụ huynh các bạn có thể sử dụng, hay là thậm chí nếu như các bạn cần một chiếc điện thoại bền bỉ và cũng như là pin tốt thì cũng có thể lựa chọn sản phẩm này. Tuy nó không mang lại cho các bạn quá nhiều tính năng để sử dụng hàng ngày, nhưng mà bù lại thì nó sẽ có một thời lượng sử dụng pin trâu, nó sẽ có một cái sức chịu đựng dẻo dai, bởi vì nó có tiêu chuẩn chống va đập quân đội Mỹ và nó cũng có tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi bẩn IP68. Rất phù hợp cho mọi người có thể sử dụng, đặc biệt là phụ huynh cũng như con cái chúng ta. Và các bạn cảm thấy video đừng quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.